Xin mến chào cô chú anh chị nha. Ngày hôm nay quý vị, Nhã đang ở thành phố Trà Vinh. Nó vào một cái buổi sáng sớm ha. Bây giờ nó bụng quá, đi ăn sáng. Và cũng muốn chia sẻ với cho quý vị cái quán ăn mà mấy ngày nay khi mà ở thành phố Trà Vinh ha, Nhã hay ăn quán này rất là ngon luôn. Quán cơm tấm sườn nướng đó quý vị, sườn nướng sườn vịt chả ha. Đây ta ra cổng ra cổng ha, đi theo hướng nè, vào đi hướng về chỗ cần quý vị. Cái nhà nghỉ mình nhớ ở có tên là nhà nghỉ Trường Thành ha, wifi này nó thoải mái nên là không lo gì hết. Còn hướng này là hướng về huyện Tiểu Cần nè, huyện Tiểu Cần nha. Ra ngoài đường ha, đi tiếp thôi. Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ở bên đây có cái công an, này nọ. Ở đây có xe từ Sài Gòn xuống. Nó nằm ngay cái góc ngã tư đèn đỏ đó vậy, ngay góc ngã tư đèn đỏ ha. Đó là quán cơm. Món này phải nói là bao ngon luôn. Ngon luôn ha. Nên là khi mà xuống Trà Vinh ở vậy, nhà tìm ha, tìm phòng gần khu vực này. Đây là đèn xanh đèn đỏ nè, đường Lê Văn Tám với lại quốc lộ 60 ha. Còn trong đây là cái quán ăn, ghi hình cho chúng chị xem nha. Cơm đó, quán ăn ha. Trong đây là bán cơm sườn, sườn nướng. Cơm sườn nướng xứ Trà Vinh hả vậy, rất là ngon luôn. Các vị thấy không, hình ảnh ha, người ta đang nướng thịt, thịt cực kỳ luôn. Họ đang nướng thịt ha. Các vị thấy không, cảnh quán cơm sườn. Sườn bì chả nó nhớ Sài Gòn rồi đó quý vị, nó đi xuống đây nhớ Sài Gòn ha. Rồi quý vị xem cái khung cảnh xung quanh quán nè, nó trong đây là có nướng thịt này nọ nha. Đó quý vị thấy không, cảnh nướng sườn. đi du lịch rồi thấy cái quán này hổm rồi ăn cơm sườn đây ngon quá, nên là quay để mốt mà ai xuống đây á thì người ta ghé người ta ăn. Dạ dạ. Ủa cái quán mình tên gì mấy chị? Đó vậy, đây là quán cơm tấm ha, cơm tấm sườn bì chả. Ở trên đây nè, họ có để là quán tên là quán cơm Chi ở khóm 5 phường 8 thành phố Trà Vinh nha. Cơm 5 phường 8 thành phố Trà Vinh. Ngoài quán cơm đó vậy, họ còn bán cái món gì nữa nè, nem nướng. Wow, cơm sườn với nem nướng ha, cơm sườn nem nướng đó vậy, thấy không, quá hấp dẫn luôn, đủ món hết trơn á quý vị. Ủa mình bán cái gì vậy chị? Nem nướng hả, còn cơm sườn là phía trong hả? Dạ. Nhưng mà là cùng chủ hay sao chị? Một chủ một. Rồi mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Sáng mấy giờ bán? 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ khuya hả? Bán cho tới 7 giờ tối. Dạ. Hôm bữa 6 giờ mấy tối em lại đây hết. Họ nói bán đắt quá. Dạ dạ. Dạ dạ. Lễ phải không? À có lễ bán được hơn. Dạ dạ. Dạ. Ủa cái nem nướng là phải ăn với cái khế đó hả chị mới ngon hả? Dạ. Khế chú chát. Ồ, hấp dẫn ha. Cũng dạ dạ. Cái khế này chị làm sao mà ra xong rồi cái màu nó vẫn còn xanh? Xanh là cái khế này nó lại cái da nó xanh. À, để nó cũng vậy hả? Dạ. Ồ, đã ha. Còn túi thì phải ngâm xanh thôi nó đen. Dạ.
Dạ. Nói về quán ha, nằm ở chỗ đường quốc lộ 60, nó ngay góc đường nè, nhớ thấy là đường Nguyễn Du. Nguyễn Du ha, cái đoạn mà quý vị đi từ trung tâm của thành phố Tự Trà Vinh xuống á, ngay chỗ vòng xoay tượng đài ha, chạy xuống đi hướng Tiểu Cần, đi xuống có một ngã tư đường xanh đường đỏ à, là tới khu vực này. Rồi cùng nhìn ha cái khung cảnh xung quanh quán. Wow, đã quá ta. Các vị thấy không, cảnh nướng thịt này nọ rất là hấp dẫn luôn ha. Ngồi đâu? Ở ăn đi trước đi. Ok ok, tôi ngồi ngoài đây. Các vị thấy không, cảnh nướng ha, khói bài mù mịt rất là hấp dẫn luôn. Đó, đây là cảnh phía trong của quán nè quý vị. Các vị thấy không, các vị biết anh này anh gì không? Anh tên gì? Quang Vũ. À, Quỳnh Quang Vũ có kênh Long An Dấu Yêu quý vị. Thì cái đợt, này á, anh em đi về Trà Vinh ha, quay cái lễ hội về du lịch chung với nhau. Nó rồi sáng anh em đó bụng quá mới ra đây kêu cơm sườn này nọ ăn. Sáng ngày mình ăn đơn giản thôi. Đơn giản là món gì anh? Đây là súp xương. Súp xương. Heo quay bì. Heo quay bì. Vậy là anh cha anh ta rồi chứ anh đơn giản cái gì mà đơn giản. Ồ, súp xương nữa vậy. Đó, súp xương ha, ở Trà Vinh ha. Còn cái này là dĩa cơm heo quay. Nó cái quán này á, thì nó nổi tiếng nhất là cơm sườn. Nhưng mà ai thích ăn heo quay hay là mấy cái món khác cũng có luôn nữa. Họ bán cả ngày lẫn đêm nha. Nó còn đây là thực khách người ta đang ăn nè. Bên đây đó là khung cảnh ha. Khung cảnh xung quanh quán. Món cơm tấm sườn bì chả. Đó, bên đây là có cái hướng đi. Hướng đi ao bà ôm nữa vậy. Ủa đi đường này đi ao bà ôm không chị? À, cái hướng này là đi ao bà ôm ha, cái hướng lên đó đó rất là gần luôn. Đó là cô chú anh chị á, cô chú anh chị có về Trà Vinh chơi ha thì ghé quán cơm này ăn nha. À, biển số xe 84 ha, là ở Trà Vinh á. Trà Vinh, Trà Vinh ngày nay ha, rất là đẹp luôn. Ở cái quán á, nhìn cũng gọn ghẽ và coi như là thoáng mát đó vậy. Dài ha, thoáng mát. Cái nem này là mình cái thịt này là mình trộn sẵn hả chị? Trộn sẵn rồi đem đây mình quết thành cây đó. Ủa là nướng vậy lâu không? 20 phút hả? Để lâu quá thì nó khét hả? Cỡ em nướng cho bị khét chắc quá. Chắc dày quá dễ hả? Wow, nướng nem là cũng phải có nghệ thuật á. Nó hơi chín chín là mình phải trở qua hả chị? Trở liên tục luôn. Wow, biết lỗ tài ha. Wow. Dạ. Dạ. Cái nem này là ăn với cái nem nướng bún chứ đâu phải ăn với cơm đâu phải không? Ai thích ăn gì ăn hả? Dạ. À cuốn bánh tráng luôn. Nhưng mà chắc phải cắt ra nữa chứ nó bự quá. Đó, quý vị thấy không? À, nướng ha, thịt nướng rất là ngon luôn. Ồ nóng dữ ta. Mấy chị chịu nóng hay vậy? Trời ơi. Giàu người ta chịu kiểu khác, mình chịu kiểu khác đúng không? Hai cũng phải có cái khổ thôi à. Dạ. Giàu ta sợ ngủ không dám ngủ, sợ trộm vô lấy đồ, lấy tiền. Đúng không? Còn mình ngủ thẳng cẳng. À, nó muốn vô lấy gì lấy đi. Coi vậy chứ ai cũng sướng chứ bộ. Giàu quá khổ lắm. Sợ. Sợ trộm vô. Chạy ngoài đường thì sợ người ta ăn cướp hả? Dạ. Còn mình thì cứ vô tư. Thích đi đâu thì đi phải không? Dạ. Đó vậy thấy không? Cảnh nướng nèm nướng ha. Hai chị nướng nem vui hơn cái bà nướng thịt ở bển. Bà ngồi có ông mình nè. Dễ hả? Đó vậy thấy không? Cảnh nướng nèm ha. Dạ dạ.
Ủa rồi cái hướng gió khói mình chỉnh được không chị? À thí dụ như là mình sợ nó bay vô người mình á, mình làm sao cho nó bay qua phía thôi. Dạ dạ. Dạ dạ.